Những thực phẩm tự nhiên tốt cho mắt. Thứ nhất, cà rốt và nước ép cà rốt. Thứ hai, rau lá xanh như là rau củ cải, cải xoăn, rau mù tạt, rau xanh có cổ, rau bina. Thứ ba, các loại rau họ cải như là bông cải xanh, súp lơ, bắp cải, cải Brussels. Thứ tư, trái cây họ cam quýt như là cam, bưởi, chanh. Thứ năm, khoai lang. Thứ sáu, đậu xanh. Thứ bảy, trứng bao gồm cả lòng đỏ. Thứ tám, đu đủ, xoài, kiwi, dưa, ổi. Thứ chín, bắp ngô. Thứ mười, ớt chuông đỏ. 11, các loại đậu. 12, các loại hạt như là hướng dương này, vừng này, hạt phỉ này, hạnh nhân này, hạt Brazil vân vân. Cuối cùng là hải sản đánh bắt tự nhiên, thực phẩm chứa nhiều omega 3 và giàu kẽm như là cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích, cá bơn, cá ngừ vân vân, cùng với thịt động vật ăn cỏ. Chúc bạn có một đôi mắt thật là sáng nhé.